ngày xưa ấy, ngày xưa cái thời mà địt mẹ mày đi học cấp 2, ngày xưa tôi nhớ là cái thời mà tôi đi học cấp 2 là địt mẹ mày bỏ học liên tục rồi. Bỏ học để chơi, bỏ học để chơi MU gọi là liên tục luôn. Thề có những tháng kiểu địt mẹ xong đến đợt mà lên cấp 3, lên cấp 3 vẫn kiểu mẹ mày có đợt nghỉ 2 tháng học liền để địt mẹ mày trốn đi chơi MU. Dã man luôn. Đó, game này có auto hết, một thề luôn, bắn con ép này thề. Tại sao? Tại vì sao tôi chơi con ép này? Nếu như anh em nào đã chơi MU ngày xưa rồi thì biết là cái con ép ở trên rất là nhanh. Con ép này đi trên rất là nhanh và nó BK cũng rất là khỏe nữa. Nhưng mà con ép này về sau thì chỉ có đi búp thôi. Con ép về sau đi BK tổng thì chỉ có đi búp thôi, tại vì con DK nó sẽ rất là khỏe. Con DK dùng đồ phản đêm rồi là gồng máu nó sẽ rất là trâu, nhưng mà con ép này thì mới đầu game anh em nào mà muốn vào đua top hoặc là anh em muốn đi kiểu săn đồ thì anh em có thể là chơi con ép này thì nó rất là nhanh, anh em có thể nhìn thấy nó đánh rất là nhanh. Chứ còn con sâu với con DK ấy, thường thì lúc mới đầu vào game thì nó trên rất là chậm. Con này thì kiểu cung thủ. Ôi, ông này mặc bộ trâu xanh đúng không? Ông này ông DK mặc bộ trâu xanh thề. Thề luôn, nhìn dã man. Có vẻ là ngày xưa là tôi nhớ là có, ngày xưa khi mà con MU Mobile nó mới về ấy, tôi có chơi của một số nhà phát hành khác. Nhưng mà đồ họa nó không được đẹp như thế này. Đó, bây giờ thì MU Mobile đồ họa nhìn đỉnh cao vãi. Sợ thật. Đấy, bay. Hoặc là tôi có một cái ý kiến là khi mà anh em đi cái Blood này ấy, từ từ nhá. Khi mà anh em đi cái Blood này thì có một cái là anh em cứ phá hết cả cửa nhá, nhưng mà anh em đừng có trả nhiệm vụ vội. Anh em đừng có trả nhiệm vụ vội và anh em cứ đứng ở trong Blood này anh em trên. Anh em cứ đứng ở trong Blood này anh em trên thôi. Đừng có đi ra làm gì cả. Chuẩn đét luôn, cứ đứng ở trong Blood này trên thôi. Tại vì khi mà anh em đi Blood này là cộng 200% nhiệm vụ. Ấy! Vừa mới nói xong. Đừng. Ui. Nhưng mà trên ở trong cái con phó bản ấy được ấy, 9 phút mà anh em nhìn kìa. Ui, EXP nó cộng vãi cả đái luôn. EXP nó cộng vãi cả đái luôn ấy thề. Ui, dã man. Tăng cấp rồi mà.